Lần đầu tiên trên một chương trình truyền hình nội địa, người dẫn chương trình sẽ tự biểu diễn một động tác thao diễn đấy các bạn. Đầu tiên, đó chỉ là một ý tưởng mà tất cả mọi người đều muốn hiện thực hóa, bởi vì chưa từng có ai làm điều đó trước chúng tôi. Tôi cảm nhận bộ phim này thấu đến xương, đến tất cả mọi nguyên tử trong cơ thể. Giờ là lúc nhắm mục tiêu sẵn sàng. Chúng ta sẽ bắn nó. Chương trình luôn có một thái độ rất trách nhiệm với những gì họ đang làm, với nơi người dẫn chương trình có mặt. Bắn. Chương trình của chúng tôi luôn song hành cùng khoa học thưởng thức, một chương trình phân tích kỹ lưỡng về chính các công nghệ được gắn liền với yếu tố con người, chính là quân nhân trong quân đội Nga. Cộng thêm vào đó là sự hòa mình của người dẫn. Mỗi người trong số chúng tôi đều không phải là một quân nhân chuyên nghiệp hay một người lính toàn năng nào đó vốn đã tập luyện cả đời. Chúng tôi cũng giống như những khán giả vừa đứng lên từ ghế và bị ném ngay vào môi trường quân đội, cố gắng làm thế nào để tồn tại một cách hữu cơ với nó. Trên thực tế là tôi gần như đã kiệt sức hoàn toàn. Chắc dùng trang bị cũ thì có lẽ tôi đã không thể đến được đây. Vậy thôi, tiếp nữa các anh tự đi, vác tôi theo với, tôi mệt quá rồi. Do đó, góc nhìn của người dẫn chương trình cũng gần như tương đương với người xem. Anh ta học hỏi, tự định dạng bản thân với vai trò người dẫn chương trình của dự án này, và có thể nói với con mắt nghiệp dư, anh ta sẽ nhìn nhận sự phức tạp này theo hướng lãng mạn một chút. Giờ thì toàn bộ đoàn làm phim đều ghen tị với tôi, vì ai cũng thích bắn thử khẩu súng này, và tôi thì không thể kiềm chế bản thân để không bắn sạch cả dây đạn. Xin lỗi các bạn. Nào. Tôi cảm thấy dẫn chương trình là một người luôn chuẩn bị thứ gì đó trong một thời gian rất dài. Và nếu như công tác chuẩn bị không giải quyết được vấn đề này, anh ta sẽ ngay lập tức điều chỉnh bản thân và làm mọi thứ theo một cách khác tốt hơn. Đó chính là định nghĩa về người dẫn chương trình. Người đàn ông luôn chuẩn bị kỹ mọi thứ. Ví dụ như trong tập chiến dịch bão táp, tôi cảm nhận tập phim này thấu đến tận xương, đến từng nguyên tử trong cơ thể. Chúng ta tới nơi rồi. Đầu tiên luôn. Ý tưởng chính là tôi mang theo một máy quay phim trên người. Đó là phương thức tiên quyết để giải quyết vấn đề. Vâng, đó là làm sao để truyền tải hết mọi cảm xúc cá nhân, ghi lại mà không cần phải qua góc nhìn của người thứ ba. Chúng tôi cũng dùng cả máy quay phim đặt từ góc quay khác, đơn giản là để ghi lại thêm những góc nhìn chậm rãi hay cấp tập. Nhưng cốt lõi của bộ phim, món chính được phục vụ, chính xác là những khu hình từ máy quay phim GoPro. Lôi cái thùng theo. Đây, ai đó bê nó đi. Nào, tạm thời cứ bỏ nó lại đây đã. Tiến lên, Alexei Arkadievich. Nào, cẩn thận. Bê nó lên thế và di chuyển. Nào, tôi kéo đây. Và trong tập phim này, không phải thứ gì cũng diễn ra theo kế hoạch, dù rằng đó là chiến dịch bão táp. Nhưng đối với chúng tôi, đó cũng chỉ là một cuộc ứng biến quy mô lớn, đơn giản là không thể chuẩn bị hết cho mọi thứ có thể xảy ra được, vì bản thân tôi cũng không biết bước tiếp theo là gì. Sẵn sàng lựu đạn. Người tiếp theo sẵn sàng. Lấy diêm mà châm lửa đi.
Mỗi một chướng ngại vật, mỗi một lần vượt qua, hành quân với chúng tôi là một sự ngạc nhiên cũng như với những người tham gia khác. Trong đêm thứ bảy, đêm cuối cùng cũng là đêm trước ngày kết thúc khóa huấn luyện của chúng tôi. Cuối cùng, chúng tôi sẽ đốt lửa, dựng lều, tẩy trùng nước. Nhưng tất cả mọi thứ này đều không phải phần quan trọng. Thứ chính đang được những người lính dù chuẩn bị cho chúng tôi sau tất cả. Họ là những người luôn thích sự ngạc nhiên. Tất cả chương trình này được gọi là chiến dịch bão táp. Do đó, sẽ có bão và chúng tôi phải chờ đợi nó. Chúng tôi không sợ gì cả, vì chúng tôi cũng chính là bão tố. Đó là cuộc chạy việt dã khổng lồ. Nó kéo dài khoảng 12 tiếng. Nhưng tôi cảm giác gần như mất cả ngày. Sau đó là các đường vận động chiến thuật. Chúng tôi bị đầu độc bởi một loại khí nào đó. Sau đó là lái xe. Và chúng tôi bắn súng trên thao trường. Người ra bã luôn. Nói chung cuối cùng thì trong chiến dịch bão táp, ngày nào cũng có bão. Từ ngày thứ nhất đến ngày thứ 8 đều đầy các hoạt động và không ai có thể dự đoán được dù chỉ là một bước trước khi nó diễn ra. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ mới 10 giờ tối mà mọi người trông đã thế này. Tất cả mọi người đơn giản là mệt nhoài, ngủ gục. Và nói chung là không thể biết được rằng chúng tôi sẽ sống sót kiểu gì nữa. Nói chung là chúng tôi đã quay phim và phim đã lên sóng. Tôi thích tập phim này. Nhưng thực sự thì tôi cảm nhận nó đến từng tế bào. Tập phim đã bão hòa với hàng lít mồ hôi. Thật là một bộ phim vô cùng khó khăn về cả thể lực và tinh thần. Đơn vị, dậy! Ôi trời, lại một ngày ngọt ngào nữa. Dậy! Nhóm làm phim luôn là một đội thống nhất với những nhân vật và những người quay. Có thể đây mới chính là sự thành công của chúng tôi. Tôi sợ lắm. Đợi đã. Vậy là tôi phải nhảy xa đến thế cơ à? Đúng. Nào. Ôi, đầu tiên thì đúng quả là đáng sợ, nhưng sau đó thì thật tuyệt. Chúng tôi không bao giờ phân biệt rằng đây là người dẫn chương trình, người kia là đạo diễn, rằng tôi muốn người khác phục vụ riêng một cốc cà phê ở ngay kia, rằng tôi là sếp, anh ta là người làm, phải sửa cái nọ, sửa cái kia cả đêm. Điều đó không bao giờ xảy ra. Tôi có một truyền thống tốt về khả năng tra tấn nhà sản xuất chương trình. Lần cuối cùng chúng tôi làm điều đó là ở hệ thống lái thử trực thăng. 504, 505, 506, mở dù. Chụm chân vào, Sania, chân ấy. Giờ Alexander đã vi phạm hầu như tất cả mọi hướng dẫn. Sasha, hai cái chân của anh ly dị nhau hay sao mà dang rộng thế? Chắc là vậy. Vâng, không lập nhóm. Cũng không nhìn thấy vòng dù sau khi nhảy. Nhưng tôi đếm đúng mà. Đếm đúng, anh biết đếm cơ đấy. Dù sao anh cũng là nhà sản xuất chương trình mà. Hẳn các bạn chưa biết nhiều về nhà sản xuất chương trình của chúng tôi. Vâng, anh ta tham gia từ đầu. Đã có lúc phải tìm những cô gái để rửa xe tăng và nhà sản xuất phải đi tìm. Những thứ thú vị nhất tất nhiên luôn được sáng tạo trong quá trình. Ví dụ như việc bố trí máy, đạo diễn và quay phim luôn nghĩ ra được những chỗ thú vị để đặt máy. Bắn! Tôi chọn chiếc xe buýt này là mục tiêu cho cỗ xe chiến đấu hỗ trợ xe tăng. Giờ là lúc ngắm bắn nó. Đẹp rồi. Mục tiêu đã sẵn sàng. Giờ chúng tôi sẽ bắn nó. Мы
Nhưng chúng tôi chưa từng nghĩ rằng chiếc xe buýt điện hay chiếc xe buýt chúng tôi nhận được lại có thể bắt lửa. Và chúng tôi đã đặt máy quay phim lên xe buýt, và chúng tôi đã bắt chặt nó vào đó như cần phải thế. Chúng tôi không chỉ kẹp những máy quay đó vào, chúng được gắn bằng đai buộc cực kỳ chắc chắn. Và Al-Khat, nhân viên kỹ thuật âm thanh của chúng tôi, anh ta thậm chí còn không ở trong tổ quay. Anh ta nhận ra điều đó, rằng chiếc xe buýt và máy quay có thể cháy rụi, và anh ta chạy thẳng đến đó, giật tung chiếc máy quay ra, gần như là kéo theo cả cái vô lăng. Nói chung là mấy cái máy quay GoPro không thích làm việc với chương trình chút nào đâu. Bởi vì ở mỗi tập phim, chúng tôi đều phá vài cái như vậy. Khi thì nổ, khi thì bị bắn, khi thì bị đánh rơi xuống nước hay bị cháy. Lẽ dĩ nhiên là những chiếc GoPro sẽ không thích chúng tôi rồi. Một căn cứ thử nghiệm thực thụ của chúng tôi chính là thao trường Elizaventinka ở ngoại ô Saint Petersburg. Đó là một thao trường dành cho lính công binh, nơi họ thử nghiệm các thiết bị gỡ mìn. Tại Elizaventinka, chúng tôi đã quay rất nhiều, và thậm chí những lần làm việc ở đây đều rất thú vị. Chúng tôi đã gắn một quả mìn vào trong một thùng đạn chứa nhiên liệu giả định. Chúng tôi đổ đầy nó với một lượng xăng khổng lồ. Và sau đó thì mọi thứ đã rất nóng. Lửa đã bốc lên thành một cây nấm khiến chúng tôi nhớ mãi. Chúng, đợi lệnh. Sẵn sàng. Rồi, lấy mục tiêu dưới đường đi. Bắn! Ôi, xuyên tốt đấy! Rồi, đủ rồi! Nhìn chung, tại Elizaventinka, chúng tôi đã thử tối đa các chiêu trò. Tôi nhớ có lần, thậm chí tôi đã rơi ra khỏi một chiếc xe đang chạy, vì nó đang lao thẳng đến một quả mìn chống tăng. Chiếc xe vỡ nát, tất nhiên rồi, rất ấn tượng. Trên bánh lái, kính chắn gió và một số thành phần khác, chúng tôi gắn những máy quay phim GoPro. Do đó, sau vụ nổ, cả đoàn làm phim phải tỏa đi tìm những chiếc máy GoPro đó, có lẽ suốt 2 giờ đồng hồ, vì những chiếc GoPro đã bị vụ nổ hất văng đi. Nhưng cuối cùng, chúng tôi đã tìm thấy nó, vỏ máy đã bị cháy một ít. Nhưng dù sao thì chúng tôi cũng cứu được chiếc máy quay. Nhà sản xuất chương trình của chúng tôi đã xin được sự đồng ý để làm phim về những chiếc máy bay Yak-130 mới. Và trong tập phim đó, chúng tôi nói nhiều hơn về chiếc máy bay so với những người đã chế tạo ra nó. Vậy là tôi đang ngồi vào vị trí phi công phụ, và giờ chúng tôi sẽ bắn các mục tiêu, chính là những tấm gỗ dán, và đằng sau chúng là một đống gỗ tròn. Vâng, tôi đã được cấp phép nhấn cò, chúng tôi đã suýt bắn trúng cái máy quay phim, vốn được buộc bằng băng dính vào một thân kính nào đó. Bắn! Xem ra, theo ý tôi, mỗi tập phim của chương trình, chúng ta cần phải làm thêm những đoạn băng dự phòng, vì chúng sẽ lưu giữ được từng giây một, thậm chí từng khung hình. Chắc chắn những đoạn băng này sẽ lưu giữ được rất nhiều hình ảnh thú vị mà không thể giữ được nếu không có nó. Đầu tiên, đó chỉ là một ý tưởng mà mọi người đều muốn biến nó thành hiện thực. Vì dạng chương trình này trước chúng tôi chưa ai làm cả. Dù cho ở nơi nào đó, có ai đó đã ngồi vào trong buồng lái, thậm chí là đã cất cánh, nhưng kiểu chương trình này thì chưa ai làm cả. Tôi nhớ là lúc đó, điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ phải thuyết phục Bộ Quốc phòng Nga trong một thời gian cực kỳ dài. Chung quy lại là họ đã đồng ý và đưa chúng tôi đi khám đủ các hạng mục sức khỏe phi công. Đã có những lúc chúng tôi rất nghi ngại về khả năng có thể thành công.
Nhưng khi họ đưa cho chúng tôi kết quả phân loại sức khỏe và mục 2, đó là mục cho phi công tiêm kích. Vâng, đối với tôi, đó là một tin cực kỳ tốt vì tôi khá khỏe mạnh. Nói chung là khỏe theo lý thuyết, tôi có thể chịu đựng chuyến bay, nhưng vẫn còn vấn đề. Theo tôi nhớ, những buổi huấn luyện dai dẳng trực tiếp tại hệ thống sân bay này, tôi đã phải trải qua nó trong khoảng 2 tuần. Động cơ hoạt động hoàn hảo, nó sẽ mất vài giây và chúng tôi đã lên trời. Tôi hiện đang ngồi trên ghế phi công của một chiếc máy bay cực kỳ hiện đại. Và lần đầu tiên trong khoang lái, đúng không Dmitry? Thêm nữa, tại nơi mà những phi công thường hay ngồi. Oleg Olegovich Kononenko, anh hùng Liên bang Nga, có nghĩa là một phi công thử nghiệm danh dự ở đây. Nói rõ ràng hơn, anh ta sẽ là hướng dẫn viên của tôi hôm nay. Dù sao thì giờ chúng tôi vẫn duy trì tình bạn. Cất cánh! Khi chúng tôi vừa cất cánh, anh ta nói, này, có muốn lượn một chút không? Lượn, thử mấy động tác bay. Đấy, hiểu chưa? Nào, thử bay kiểu lăn thùng nhé. Rồi thử bổ nhau, leo cao, cứ thế. Sao, Dmitry? Vâng, giờ hãy thử điều khiển nhé. Đi mà, về phía trái. Nào, có lẽ anh sẽ làm được. Chưa thử những động tác phức tạp vội nhé, được chứ? Làm theo khả năng của anh thôi. Tốt, hoạt động trên kính số 3, tôi đã bay được kiểu lăn thùng rồi đấy các bạn. Đó là một chương trình bay rất thú vị. Tôi đã được chính tay thử mọi thứ. Tôi đã được thử lái. Nói chung là mọi động tác thao diễn có thể. Điều khiển tất cả các động tác lượn, rẽ. Nói chung là tất cả các thao tác điều khiển chính. Gia tốc 5G không có quá nặng cho anh đấy chứ, Dima? Không, ổn cả. Thế à, khỏe mạnh đấy. Lần đầu tiên trong một chương trình truyền hình nội địa, người dẫn chương trình đã tự mình thực hiện các động tác thao diễn đấy các bạn ạ. Sẵn sàng chưa? Đi nào. Lượn vòng kiểu Nesterov nào. Nhưng chỉ sau 45 phút, tôi đã phải đề nghị hạ cánh. Thế đấy, tiền đình của tôi đã không thể chịu đựng được và chúng tôi đã không thể bay đi đâu trong 40 phút tiếp theo. Đó là vấn đề về nhiên liệu và chương trình. Đó là một cuộc hạ cánh bất đắc dĩ vì tôi, vì tất cả mọi thứ. Tâm trí tôi đã bắt đầu từ chối xử lý các thông tin liên tục thay đổi về vị trí của tôi trong không gian. Khi chúng tôi chuẩn bị cho tập phim về hoạt động cứu hộ tàu ngầm, một trong những điều kiện mà chúng tôi phải thỏa mãn, tất cả đoàn làm phim, những người sẽ phải có mặt trên tàu ngầm, phải trải qua cuộc kiểm tra y tế tại Moscow, sau đó là vượt qua khóa huấn luyện tại trung tâm huấn luyện ở ngay Severomorsk. Điều kiện là chúng tôi phải biết mình phải làm gì trong tình huống khẩn cấp trên tàu. Trên một chiếc tàu chiến, đặc biệt là tàu ngầm, không có ai là khách đi kèm cả. Do đó, bạn sẽ luôn được giao những nhiệm vụ nhất định theo đúng như kế hoạch hoạt động chiến đấu. Đối với chúng tôi, đó là những thứ hoàn toàn chẳng liên quan. Những thứ như hội đồng y học, khu liên hợp huấn luyện. Nhưng khi chúng tôi nhìn thấy nó, khi nhìn thấy trực tiếp tại khu huấn luyện ngập trong nước. Báo động khẩn. Nước tràn vào khoang tàu. Khi chúng tôi nhìn thấy khoang huấn luyện, thì đó cũng là nơi đang phải tiến hành chữa cháy. Ôi không, các bạn, đơn giản là cháy cả tai. Như địa ngục vậy. Ngay tại đây, chúng tôi hiểu ngay, đây chính là một đoạn cực kỳ đáng cho vào phim. Phải đưa thẳng vào một trong những tập phim để phát sóng. Đẩy thiết bị đó ra khỏi trụ đi. Anh cảm thấy thế nào? Ổn, tôi đơn giản là bơi thôi. Ngồi xuống, nóng quá. Rồi, đừng sợ. Chúng tôi tràn đầy cảm giác khâm phục những người lính tàu ngầm. Vâng, rõ ràng họ là những người với thần kinh thép, những người lính cực kỳ chuyên nghiệp.
Và đó là thứ mà bộ phim đã buộc phải lột tả được. Thở ra, hít vào, đừng hoảng, bò lên tầng 1, nằm xuống và duỗi thẳng tay, lấy hơi, rõ chưa? Thế thôi. Mở nắp ống phóng lôi, rõ, mở nắp ống phóng lôi. Leo cẩn thận trên thang, giữ chặt vào. Tôi đã tưởng tượng hơi khác một chút. Tôi nghĩ rằng có thể bơi ở đây, nhưng rõ ràng là không được bơi. Từ từ, đại loại thế. Cuối cùng, như một sự tôn trọng cho những gì chúng tôi đã trải qua, họ đã chấp nhận phong cho chúng tôi là lính tàu ngầm. Lebedev Ivan Konstantinovich, đồng chí chỉ huy, người dẫn chương trình đã vượt qua lần lặn đầu tiên, có mặt. Rất hân hạnh. Hãy uống một chút nước ở độ sâu 50 mét nào. Có sạch không thế? Sạch. Ôi mặn quá. Chúng tôi khuyên anh không nên cười. Từ tâm hồn. Chúc mừng anh đã thành công trong chuyến lặn đầu tiên. Cảm ơn. 19 tháng 3 chính là ngày kỷ niệm của lực lượng tàu ngầm Nga. Và những anh chàng này vẫn gọi và chúc mừng chúng tôi, vì đối với họ, chúng tôi đã là lính tàu ngầm. Chúng tôi phải tuân thủ một số luật. Chúng tôi đã vượt qua kỳ kiểm tra y tế, kỳ huấn luyện, và quan trọng nhất là chúng tôi đã cùng nhau lặn xuống và trải qua hơn một ngày ở độ sâu 238 mét. Tôi thấy chúng tôi đã trải qua một khoảng thời gian tuyệt vời với búa tạ, mỡ bôi trơn và nước biển khô. Khi bạn làm trong chương trình, bạn phải hoạt động theo hai chế độ. Chế độ thứ nhất là những người sản xuất chương trình. Bạn sẽ về nhà, viết kịch bản, thư giãn đầu óc. Và chế độ thứ hai là quân sự, vì bạn sẽ phải giao tiếp với những người lính theo cùng một tần số. Khi nhắc về những tập phim đã trải qua, bạn có thể nhớ đến tập phim về trực thăng trên hạm K-27, một tập phim về máy bay trực thăng cứu hộ cứu nạn, và chúng tôi đã quay lại cảnh cứu tôi. Thế đấy, tôi nằm trên mặt nước, phát tín hiệu cấp cứu với đủ loại thiết bị để có thể giúp tôi làm cách nào đó định vị được mình đang ở đâu, và chiếc trực thăng K-27 bay đến. Tôi thấy anh ta rồi. Nhưng đối với tôi, điều đó thật quá sức. Bởi vì lần đầu tiên tôi chết rét trên mặt nước. Thứ hai, khi trực thăng bay đến, bạn biết đấy, việc thở sẽ khá khó khăn. Giống như bạn chịu sức ép của luồng hơi từ nồi hơi vậy. Nước bắn tung tóe khắp nơi. Chính vì những hạt nước này, bạn không thấy gì cả. Vâng, cơn hoảng loạn sẽ bắt đầu tăng dần. Bạn sẽ thấy khó thở, không nhìn thấy gì. Những thứ xảy ra không rõ chút nào cả. Mọi thứ cực kỳ ồn ào. Dây nâng bình thường. Đang tới khoang, đã lên khoang. Các bạn biết đấy, khi tất cả những điều này xảy ra, thực sự mà nói, tôi cũng chỉ nhớ láng máng, bởi vì đó là một tình huống cực kỳ căng thẳng. Trong đầu tôi cũng chỉ còn lại vài hình ảnh. Hình ảnh đầu tiên là tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Hình ảnh thứ hai, tôi đã ở trên máy bay trực thăng rồi. Tôi không nhớ bất kỳ điều gì nữa. Chỉ chắc chắn rằng mọi thứ thật đáng sợ. Chương trình của chúng tôi, nó khác biệt bởi nó luôn được đổi mới trong mỗi lần sản xuất. Nó được thử nghiệm những cách tiếp cận khác nhau với điều kiện thực tế hiện có. Mỗi lần bấm máy sản xuất chương trình mới, những người thực hiện chương trình luôn tìm cách tự đổi mới bản thân một lần nữa. Chúng tôi không thể gọi đó là chương trình phim tài liệu 100% nữa. Ở chỗ nào đó, các yếu tố nghệ thuật được đưa vào một cách đặc biệt. Và nghệ thuật của bộ phim rất đa dạng, luôn xuất hiện trong mỗi chương trình. Thế đấy, các tập phim phân bổ từ thể loại cực kỳ nghệ thuật cho đến cực kỳ tài liệu. То есть от художественности до ультрадокументалистики. Мы же снимаем все время разные. Chúng tôi quay nhiều tập phim với rất nhiều quân binh chủng khác nhau.
Và bên lính xe tăng đã nói, chúng ta thật ngầu, nhìn này, chúng ta có hẳn một bộ phim về chúng ta. Khi chúng tôi tới chỗ lính công binh, nhìn chung, có thể nói rằng họ đã rất vui khi được tham gia, bởi vì họ muốn tham gia vào chương trình để được lên hình như những lực lượng khác trong quân đội Nga.